Chào mừng các bạn đến với kênh Bảo Siêu. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn vẽ dập áo sơ mi nữ cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Trước khi vào công thức, mọi người nên biết về cấu tạo và thông số cần thiết của một chiếc áo sơ mi cơ bản. Về cấu tạo thì bao gồm hai thân trước, một thân sau, hai tay, hai mang xét, lá cổ và chân cổ. Về thông số, các bạn sẽ đo trực tiếp trên cơ thể hoặc là tham khảo thông số size. Ở đây mình sẽ để thông số size S như sau. Đầu tiên là thân trước, các bạn lấy canh dọc theo biên vải, kẻ một đường giao khuy cách biên vải 5cm để làm nẹp. Đường chân cổ vuông góc với giao khuy. Chúng ta cũng để chừa một khoảng 3cm để làm đường may. Sau đó lấy các đường hạ ngực, hạ eo, hạ mông và dài áo theo số đo, tính từ chân cổ xuống. Hạ ngực là 23, hạ eo 36, hạ mông 56 và dài áo là 60. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần cổ áo. Công thức: ngang cổ bằng vòng cổ chia 6 cộng 1. Vòng cổ là 35 chia 6 cộng 1 thì sẽ được 6,9. Lấy từ giao khuy ra là 6,9. Sâu cổ thì bằng ngang cổ cộng 0,5. Ngang cổ cộng 0,5 bằng 7,3. Tạo hình chữ nhật qua 3 điểm có sẵn. Sau đó sẽ lấy trung điểm của đường chéo, rồi lại tiếp tục chia 3 đoạn dưới này. Vẽ đường cổ cong đều từ ngang cổ đến sâu cổ và đi qua điểm 1/3 ở trên. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ phần sườn áo và gấu áo. Ngang ngực bằng vòng ngực chia 4 cộng cử động. Cử động ở đây lấy là 1, rồi cộng tiếp 0,5 sẽ bằng 23cm. Ngang eo bằng vòng eo chia 4 cộng cử động cộng ly. Cử động bằng 1, ly bằng 3, ta được ngang eo bằng 21cm. Ngang mông bằng vòng mông chia 4 cộng cử động. Ngang mông sẽ bằng 23cm. Đường sườn sẽ đi qua ngang ngực, ngang eo, ngang mông và dài áo. Ở đoạn eo các bạn lấy vuông góc lên trên 1cm và dưới 1cm để đường sườn không bị gãy. Lấy sa vạt trên đường giao khuy 1,5cm và đường sườn thì giữ nguyên. Vẽ gấu áo.
Tiếp đến là phần ly. Lấy từ giao khuy ra 9cm trên các đường hạ ngực, hạ eo và hạ mông. Ly trước bằng 3cm nên mỗi bên sẽ lấy 1,5cm. Nối với hai đầu ly ở ngực và ở mông. Cuối cùng là phần nách áo. Xác định ngang vai bằng rộng vai thân trước chia 2. Rộng vai thân trước chia 2 bằng 17. Xuôi vai bằng rộng vai chia 10 cộng 0,5 và bằng 3,9. Mình làm tròn lên 4cm. Nối điểm xuôi vai với điểm ngang cổ để được vai con. Từ xuôi vai lấy vào 2cm trên đường vai. Lấy hạ nách tính từ xuôi vai xuống. Hạ nách bằng vòng ngực chia 5 trừ 1. 86 chia 5 trừ 1 bằng 16,2. Kẻ đường hạ nách. Tại đường hạ nách, độ rộng sẽ bằng rộng ngực, nên chỉ cần gióng thẳng lên là được. Từ điểm 2cm trên đường vai con, kéo một đường thẳng vuông góc xuống hạ nách. Rồi chia đôi đoạn này ra. Tiếp tục chia đôi. Và lại chia đôi. Đường nách sẽ là đường cong đi qua điểm ngang nách, hai điểm chia đôi và điểm xuôi vai. Thân trước của áo sơ mi sẽ có nẹp. Đường giao khuy ban đầu xác định sẽ là đường chúng ta đơm cúc và làm khuyết. Chúng ta sẽ hình dung nẹp có độ rộng 2cm thì nó sẽ vào 1cm và ra 1 so với đường giao khuy này. Nếu làm nẹp rời thì chúng ta sẽ cộng 1cm so với đường nét đứt ngoài để làm đường may. Nhưng ở đây mình sẽ làm nẹp liền nên sẽ lấy ra 4cm từ giao khuy.
Khi xong thân trước, chúng ta sẽ vẽ đến thân sau. Việc đầu tiên chúng ta sẽ kéo dài các đường hạ từ thân trước sang hạ nách, hạ ngực, hạ eo, hạ mông và dài áo. Với đường chân cổ, thân sau sẽ có rông vai 1 cm. Lấy từ đường cổ thân trước 1 cm sẽ được đường cổ thân sau. Rồi tiếp tục kẻ một đường dọc để làm sống lưng. Trình tự vẽ thân sau thì tương tự thân trước, ngang cổ thân sau bằng ngang cổ thân trước. Sâu cổ thân sau bằng 2,5. Tính từ đường cổ mới và bỏ đường cổ thân trước đi. Với thân sau, chúng ta chỉ cần chia đường chéo làm 3 phần. Đường cổ sẽ đi qua điểm 1/3 ở dưới. Công thức ngang ngực thân sau bằng vòng ngực chia 4 cộng cử động. Trừ 0,5. Cử động vẫn là 1 cm. Chúng ta sẽ được 22 cm. Lấy trên cả hạ nách và hạ ngực, ngang eo thân sau bằng vòng eo chia 4 cộng cử động cộng ly. Cử động là 1 và ly thân sau lấy 2, được 20 cm. Ngang mông thân sau bằng vòng mông chia 4 cộng cử động và cộng thêm 0,5 cm. Vì mông thân sau lớn hơn nên mình cộng thêm 0,5 cm, được 23,5. Vẽ đường sườn tương tự thân trước. Sao vạt thân sau bằng 1, sườn vẫn giữ nguyên, vẽ đường gấu. Tiếp tục đến ly. Từ sống lưng ra 9 cm trên các đường hạ ngực, eo và mông. Ly thân sau 2 cm nên mỗi bên sẽ lấy 1 cm. Với thân sau, chúng ta sẽ vẽ ly lên hạ nách.
cùng là vòng nách. Ngang vai sau bằng rộng vai sau chia 2. 36 chia 2 bằng 18. Lấy 18 từ sống lưng ra. Xuôi vai sau bằng xuôi vai trước trừ 1,5 bằng 2,5. Nối đường vai con. Từ điểm xuôi vai lấy vào 1,5 cm. Tiếp tục kẻ vuông góc xuống hạ nách. Hạ nách đã gióng từ thân trước sang rồi. Sau đó vẽ đường cong nách tương tự thân trước. Vậy là chúng ta đã vẽ xong thân trước và thân sau của áo sơ mi cơ bản. Các bạn hãy đón chờ video tiếp theo nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Bảo Siêu.